Cây hài Hiếu Hiền, nụ cười đã tắt từ sau biến cố lớn. Theo Hiếu Hiền, sự ra đi của mẹ, nghệ sĩ Kim Ngọc là biến cố lớn nhất trong cuộc đời, khiến anh đã tắt tiếng cười và đến nay, nụ cười đó vẫn chưa quay trở lại nhiều. Hiếu Hiền là con trai út của hai cố nghệ sĩ Kim Ngọc và Đức Lang. Anh từng nhiều năm đi diễn hài cùng mẹ và nhóm hài Kim Ngọc, với các vợ tiêu biểu như tuyển tiếp viên, bà bầu liều mạng. Anh đến với gần khán giả truyền hình với vai trò MC và qua nhiều phim, bỗng Dung muốn khóc, cô gái xấu xí. Kiều. mới đây trong ngày hoàn hảo Hiếu Hiền trước câu hỏi muốn được gọi là diễn viên hay diễn hài Hiếu Hiền nói anh thích làm diễn viên hơn bởi nếu diễn hài lúc nào cũng phải mang tiếng cười tới cho mọi người tuy nhiên theo anh tâm sự sau khi mẹ qua đời năm 2011 anh vẫn chưa thể lấy lại được tiếng cười vui vẻ như trước đây bản thân tôi đã tắt tiếng cười từ khi có sự cố lớn nhất trong đời đến giờ này nụ cười đó vẫn chưa quay trở lại nhiều có lẽ cả thế kỷ nữa anh tâm sự hai mẹ con trước đó lúc nào cũng gần nhau nếu tính ra tôi thân với mẹ hơn vì đi diện với bà nhiều từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ anh ngủ xa ba mẹ hai ba ngày sau khi lấy vợ thói quen ấy vẫn không thay đổi mỗi buổi tối vợ chồng anh vẫn ngủ chung với ba mẹ Nam diễn viên bỗng dưng muốn khóc nhớ lại, khi mẹ còn sống, hai mẹ con hay đi diễn hài, lưu diễn nước ngoài với nhau, từ ngày mẹ mất, anh ít đi hơn, bản thân anh mới chỉ có chuyến đi Úc và Đài Loan diễn. Những ngày tháng được đi diễn với mẹ là những ngày vui, hạnh phúc của tôi, dù lúc đó tôi chưa được khán giả biết đến nhiều, có thể vất vả nhưng tôi được gần mẹ, được đi đây đi đó, hai mẹ con vừa đi diễn vừa đi du lịch, buổi sáng mẹ con đi chỗ này chỗ kia, chỗ nào ngon được giới thiệu lại đi xem, đi ăn Tối về đi diễn, sau này mẹ mất, cuộc đời đi diễn của tôi vẫn như vậy. Chỉ khác là tôi đi với bà xã. Anh bộc bạch. Theo lời Hiếu Hiền, bà xã của anh ban đầu là người trang điểm cô dâu. Tuy nhiên sau khi mẹ qua đời, Hiếu Hiền chưa tìm được bản diễn ăn ý. Anh đã kéo vợ vào diễn chung. Từ từ anh đào tạo bà xã trở thành diễn viên nghiệp dư. Khi vẫn còn chưa nguôi nỗi đau thương về sự ra đi của mẹ, tháng 4 năm 2021, ba của Hiếu Hiền, nghệ sĩ Đức Lan qua đời vì nhiều bệnh tuổi già. Được biết tại thời điểm đó, nam diễn viên đang quảng bá phim điện ảnh Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền ở Huế khi nên khi ba mất, mọi người giấu anh cứ nói rằng ba khỏe lại rồi. Tính tôi rất nóng, nếu tôi nghe cái gì không hay về ba, chắc, chắc chắn tôi sẽ chạy xe bán sống bán chết về đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng ba tôi không qua khỏi, tôi cảm thấy sụp đổ. Tại vì mẹ mất, tôi chỉ còn ba làm niềm an ủi chính, dù vẫn còn vợ con nhưng làm gì thì làm, ba mẹ chỉ có một thôi. Mất mẹ tôi mất đi một nửa bầu trời, giờ mất luôn ba là tôi mất cả bầu trời. Tôi thấy cuộc sống của mình tự nhiên trở nên vô nghĩa. Bây giờ có chăng mình sống vì vợ con thôi. Diễn viên sinh năm 1977 chia sẻ đầy xúc động.